Chào quý vị, trở lại với chương trình làm đẹp với công ty dược mỹ phẩm Forever Blumore. Thì ngày hôm nay Ngọc My trở lại quý vị với những cái loại vitamin mà giúp quý vị vừa trẻ, vừa khỏe và vừa đẹp. Thưa quý vị, thời mà chúng ta làm đẹp bằng chỉ là mỹ phẩm không đó, nó đã qua rồi đúng không quý vị? Gần đây, người Mỹ và những nơi tiên tiến thế giới, người ta phát hiện ra rằng mỹ phẩm chỉ là một loại dưỡng da giúp ở ngoài bề mặt da mà thôi. Sẽ không có một cái làn da đẹp nếu mà làn da đó không được nằm trên một cơ thể khỏe mạnh. Và hiện nay cái vấn đề mà quan tâm về sức khỏe bằng vitamin đó, thì rất là nhiều. Thưa quý vị, ngược về nhiều năm về trước, ông bà, cha mẹ của Ngọc Nhi cũng như của một số khách hàng trẻ đó, thì chúng ta ở thời xa xưa ở dưới quê đó, mình ăn uống rất là thanh tịnh, cho nên nó không có những cái bệnh bậy. Và đặc biệt gần đây, những cái bệnh cancer, bệnh về gan, về thận hư phải đi lọc thận rất là nhiều. Đó là gì? Đó là những cái thực phẩm quý vị ăn mỗi ngày và chúng ta ăn mỗi ngày đó. Nó thừa chất và trong đó những chất bảo quản rất là nhiều. Thì làm thế nào để quân bình lại cơ thể chúng ta? Chúng ta cần phải thanh lọc và cần phải đưa vào những cái loại vitamin cần thiết để hỗ trợ cơ thể chúng ta. Anh Ngọc Nhi nhớ không lâu, cách đây khoảng 20-30 năm về trước, thì Ngọc Nhi còn nhớ thời đó đó, mỗi lần mẹ Ngọc Nhi bệnh hay là bà ngoại bệnh thì hay gọi bác sĩ tới chích là vitamin là B complex, rồi chỉ chích thuốc bổ vào không mà không biết thuốc bổ là cái gì luôn, chỉ thuốc bổ là được rồi. Ngọc Nhi nhớ hoài đó là B complex. Thì thưa quý vị, chúng ta đợi tới lúc chúng ta bệnh chúng ta mới đưa nó vào, có nghĩa rằng cơ thể chúng ta khi thiếu quá nhiều vitamin thì cái hệ thống đề kháng đó nó sẽ giảm. Đó. Và khi cái hệ thống đề kháng chúng ta nó giảm đó thì chúng ta rất là dễ bị phát sinh những cái bệnh, nhiễm bệnh từ cái cúm, từ những cái loại virus. Thì quý vị muốn cho cơ thể quý vị có đủ sức để chống chọi lại các loại virus cúm thường hay là cúm mùa hay là những loại cúm nặng, thì chúng ta cần giúp cơ thể chúng ta phải có đủ đề kháng. Mà cái đề kháng từ vitamin chúng ta không có hiểu được nhiều về vitamin, cho nên chúng ta không thể nào uống lộn xộn vitamin trong ngày, nó sẽ nguy hiểm, nó thừa, nó thiếu nguy hiểm. Và đặc biệt nữa là trong các bữa ăn của người Việt Nam, chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là ăn cái gì cho nó ngon miệng bữa nay, canh gì cho nó mới đừng có ngán, cá chiên hay cá kho, đồ xào hay đồ luộc. Chúng ta không nghĩ tới là trong cái bữa ăn của chúng ta mỗi ngày nó có đủ vitamin cho chúng ta hay không, và cơ thể chúng ta đang thiếu cái gì, cần bổ cái gì. Quý vị không biết, ăn nhiều thịt bò để mà bổ, nghĩa là bổ máu theo kiểu ngày xưa, thì chúng ta dễ phát sinh những cái bệnh về gao. Ăn nhiều thịt heo cũng vậy, đó là ăn nhiều thịt cá quá, tôm đồ biển thì cũng vậy, cũng cholesterol, cho nên phải quân bình lại. Mà khi mà chúng ta giảm ăn cái đó thì cơ thể sẽ không có đủ chất. Đúng quý vị, để hỗ trợ quý vị và giúp quý vị giữ gìn sức khỏe mình tốt hơn và hiểu rõ hơn về vitamin, thì công ty Billmore những năm gần đây đã bắt đầu nghiên cứu và cho ra thị trường rất là nhiều loại vitamin để cho quý vị phục hồi lại sức khỏe và đưa vào cơ thể quý vị những cái lượng vitamin mà cần cho người lớn tuổi. Rồi trở lại với lại đưa cái gì vào và đưa như thế nào. Rồi, có rất là nhiều cô chú bác anh chị là mình nghe radio nè, nghe tivi nè, quảng cáo rầm rộ các loại dưỡng thảo giống như là thần dược cái đó quý vị. Có nhiều khi như ngột như xem tivi Đài Việt Nam, hoặc như lái xe như nghe radio, Ngọc Nhi nghe những công ty mà họ quảng cáo cái thuốc của họ, Ngọc Nhi nghe như là ôi trời ơi, tại sao họ nói được như vậy, tại sao nói quá lố như vậy, và tại sao người ta gan như vậy, người ta đang đánh đổi đồng tiền trên sức khỏe và sinh mạng người khác bằng cách là cho người ta tin tưởng cái thuốc này nó như thần dược, và khi người ta mua về thì nó không giống như vậy. Thì cái sự ỷ lại là có thuốc thần dược ở đây rồi, tôi cứ thoải mái ăn bậy bạ đi, không nhìn sức khỏe được bởi có thần dược rồi. Đó là một cách làm cho người ta không có ý thức được cái hành động đó vô tình giết người ta. Thành ra thưa quý vị, có rất là nhiều sản phẩm thị trường. Ngọc Nhi không tiện khuyên quý vị cái nào nên mua, cái nào không nên mua. Ngọc Nhi chỉ có thể mang cho quý vị một chút xíu kiến thức mà Ngọc Nhi đã học được từ những nhà nghiên cứu. Và đặc biệt, Ngọc Nhi đã tìm hiểu rất là rõ trên những cái hệ thống mà những cái web chuyên về sức khỏe là cơ thể chúng ta cần cái gì, Ngọc Nhi tìm hiểu. Cuối cùng như muốn là giúp quý vị đưa đúng cái vitamin và đưa đủ lượng vào người quý vị. Thưa quý vị, có những loại dược thảo đó, các loại cây cỏ kết hợp lại, quý vị mua cái viên thuốc về
quý vị uống một thời gian sau quý vị biết rằng thận mình hư, gan mình hư là bởi vì những cái viên thuốc đó. Quý vị có biết rằng hiện giờ ở Úc Châu, ở Canada và thậm chí ở Hoa Kỳ có những loại dược thảo mà người ta cấm không cho người dùng. Tại sao quý vị đi bác sĩ, quý vị nhớ đi, có những khách hàng, mình nói có lẽ các cô chú nghe và hiểu ra rõ, có nhiều bác sĩ gia đình khuyên các cô chú bác anh chị rằng không nên dùng dược thảo trong lúc đang trị bệnh thận, trị bệnh cao máu hay là trị bệnh tiểu đường hay là trị những cái bệnh ung thư. Bởi vì trong cái dược thảo đó có những cái chất mà nó phản ứng với cơ thể quý vị. Có một câu chuyện mà quý vị có thường chắc là thường nghe. Ngày xưa đó, đây là một câu chuyện có thật, là một người con dâu rất là có hiếu với bố chồng. Cho nên đó là mỗi ngày đều sắc một cái thang thuốc bổ cho bố chồng và mẹ chồng uống. Thì đùng một cái, cũng thang thuốc đó, cũng không ở ông Lan Y đó, thì bố mẹ uống vào thì ngã ra chết. Thì khi người ta bắt được, người ta bắt cái cô đó về điều tra, thì cái thời đó mà quý vị, thì nghĩ rằng là giết bố mẹ chồng. Nhưng mà khi một cái quan, cái thời đó là những cái người quan tòa ngày xưa đó, người ta mới mở thang thuốc ra người ta coi, thì trong đó có một cái loại cây mà nó gần giống như cái cây thuốc để mà trị cái bệnh đó, nhưng mà nó khác họ. Mà cái loại cây đó nó kết hợp với một cái loại thuốc khác thì nó sẽ tạo thành độc tố. Cho nên tùy vào cái cơ thể mỗi người và tùy vào cái kết hợp như thế nào mà quý vị không biết. Cho nên tôi khuyên quý vị hãy thật thận trọng trong các loại thuốc dược thảo quý vị mua. Cái thời hoàng kim thuốc dược thảo đã qua cách đây 10 năm rồi. Thời đó cứ nghe quảng cáo dược thảo, quý vị đã ngán ngẩm với lại các loại thuốc Tây. Quý vị ngán ngẩm với hóa chất. Quý vị tin dược thảo cách tuyệt đối. Quý vị đã vô tình làm giàu cho các hãng dược thảo. Thì ngày hôm nay, sau nhiều năm quý vị làm giàu cho họ, quý vị phát hiện ra rằng là chính quý vị đã dùng những cái viên thuốc mà nó không có lợi cho sức khỏe quý vị. Thưa quý vị, Ngọc Nhi có một người dượng đã qua đời rồi. Thì thưa quý vị, ông rất là thích uống dược thảo. Đến khi mà ông phải đi lọc thận, thì phát hiện ra là những cái viên thuốc dược thảo uống đó, những cái chất mà thuốc bắc đó nó kỵ với cơ thể của ông và cái thận nó không có lọc được. Lâu ngày vài tháng nó hư thận. Và khi đi bác sĩ thận thì bác sĩ thận căn dặn rằng tuyệt đối không được dùng những cái thuốc dược thảo nào mà mua thị trường hết. Và ông vẫn lén bà ông dùng. Bởi vì ông tin mà. Và một lần đó phát hiện ra bác sĩ rất là giận. Bác sĩ nói rằng mày muốn tự giết mày thì mày cứ giết đi. Ta không trị mày nữa. Thưa quý vị, đó là câu chuyện có thật trong gia đình Ngọc Nhi và có lẽ là hàng ngàn quý khách ở ngoài đang nghe khi nói cũng giật mình nhìn lại là đúng rồi. Đúng không? Thì quý vị nhớ một câu vậy. Quý vị đi bác sĩ gia đình hay là đi bác sĩ Mỹ trị bệnh đặc trị, 100% các vị bác sĩ đó một câu nhắc rằng không uống thuốc dược thảo trong lúc tôi điều trị. Bởi vì họ không tin, họ không rõ nguồn gốc. Thuốc dược thảo không hẳn là xấu, nhưng nếu dùng sai thuốc, có thể hai loại thuốc nó dùng chung với nhau một lúc, cái sự kết hợp đó không tạo ra tốt mà tạo ra một cái độc chất. Mà độc chất đó nó không đủ để giết mình ngay, nhưng mà lâu ngày vài tháng nó sẽ tích tụ ở trong gan, trong thận quý vị. Hai bộ phận quan trọng nhất của quý vị sẽ bị hủy hoại vì quý vị vô tình làm cho nó hoạt động mỗi ngày không được. Thì trở lại vấn đề thuốc thì ông Nhi khuyên quý vị, thuốc dược thảo có mặt tốt và mặt xấu. Trước khi bỏ tiền ra mua cái loại thuốc về để giữ sức khỏe cho mình, hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng có để tình trạng tiền mất tật mang. Hiện giờ ông Nhi biết đã có nhiều nước cấm thuốc dược thảo đưa vào. Bởi vì người ta không tin được cái điều đó. Thì trở lại ngày hôm nay thì những cái loại thuốc gần đây Billmore ra, chúng tôi không làm bằng dược thảo. Chúng tôi làm bằng những cái thực phẩm tươi, những cái thực phẩm trên bàn ăn quý vị mỗi ngày. Hoàn toàn không có những cây cỏ mà đông y trong đó. Bởi vì thưa quý vị, khi kết hợp những cái loại cây cỏ để làm một cái thang thuốc đông y, nếu chỉ cần cái người mà bào chế họ sai lệch một tí, thì quý vị sẽ tích tụ độc chất trong người mỗi ngày, cực kỳ nguy hiểm. Và chính bản thân quý vị không biết là trong cái viên thuốc đó nó có bao nhiêu cái chất đông y trong đó, mà chất đó có thật sự là tốt hay là không. Vì lưu ý một điều vậy, khi mà cây cỏ dược thảo qua cái độ sấy cao thì dược chất dường như không còn. Cho nên quý vị uống cây đó vào không tác dụng. Có nhiều trường hợp quý vị dùng là như vậy. Quý vị uống thuốc trị bệnh thận đi. Quý vị uống 1.000 cái bẩm 9 viên. Uống ngày này qua ngày nọ.
3 năm uống liên tục, cuối cùng phát hiện cái thận của vị hư rồi. Bởi vì nó không đủ chất để mà chặn được cái sự phát triển bệnh hoạn của cái thận mình. Nó không đủ. Đó. Thành ra hãy thật là thận trọng nha quý vị. Đây là cái lời khuyên chân tình nhất. Thì bởi vì gia đình Ngọc Nhi đã có người bị hư thận và bị qua đời cũng vì như vậy. Và rất là nhiều xung quanh chúng ta nữa. Thì hãy nhớ một câu lần thứ ba nhắc lại là vậy. Phải chăng quý vị đi bác sĩ gia đình ở Mỹ và bác và những bác sĩ đặc trị họ khuyên quý vị là nên không nên dùng thuốc dược thảo. Không nên dùng nếu không rõ nguồn gốc. Và quý vị đưa cái chai thuốc họ nói tôi không biết nha, tôi không cho uống đó, quý vị muốn uống thì uống đi. Cho nên thuốc dược thảo có mặt tốt và mặt xấu và tùy theo cái thể trạng mỗi người. Và tùy theo cái sự kết hợp của những viên thuốc đó có phải là hòa với nhau được không hay là tạo ra phản ứng phụ. Thì thưa quý vị, trở lại ngày hôm nay, vì cái lý do đó mà Ngọc Nhi tạo ra những cái sản phẩm. Thứ nhất, không có mùi thuốc, quý vị rất là dễ ăn. Quý vị nhớ không, mình uống thuốc dược thảo một bụm mà một lần, một cái thứ mà người ta dặn quý vị uống một thứ là một ngày, uống 3 lần, mỗi lần 3 viên là 9 viên một ngày. Mà nếu quý vị có 3 loại như vậy, có phải là 27 viên một ngày không? Cái mùi thuốc nó ngán lắm, gan quý vị không lọc nổi đâu quý vị ơi, thận quý vị cũng không lọc nổi đâu quý vị ơi. Đó. Thì thưa quý vị, để đáp ứng lại và hồng phục vụ đúng, Ngọc Nhi đã hợp tác với những nhà sản xuất tại Hoa Kỳ đưa ra những sản phẩm cực kỳ tốt. Trên màn hình quý vị là cái viên gum mì làm từ tinh bột nghệ. À mà nói tinh bột nghệ đi, thưa quý vị tin tưởng vào dược thảo đúng không? Trong như một phút thôi, bột nghệ và tinh bột nghệ nó khác nhau chỗ nào? Uống bột nghệ nguyên chất thường xuyên chỉ sau 3 tháng, 6 tháng hoặc 9 tháng tùy theo cơ thể mỗi người. Quý vị sẽ giết cái lá gan của mình. Đã có những nạn nhân ở tại Hoa Kỳ suýt mất mạng, báo có đăng vì dùng bột nghệ nguyên chất. Trong bột nghệ nguyên chất nó còn 3 cái chất độc hại. Thứ nhất là nhựa nghệ. Nhựa nghệ gan không phân hủy được. Thứ nhì là dầu nghệ, gan không chịu nổi. Thứ ba là chất chì. 3 cái đó trong bột nghệ còn nguyên chất. Cho nên uống lâu ngày vài tháng nó sẽ giết cái lá gan quý vị. Bột nghệ rất là tốt, lâu lâu ăn một lần, ăn mỗi ngày không nên. Lâu lâu uống một lần, uống mỗi ngày không nên. Nhưng tinh bột nghệ là một cái loại từ bột nghệ, người ta chiết xuất lấy nhựa nghệ, dầu nghệ, chất chì ra rồi, nó chỉ còn là cái tinh bột thôi. Thì cái tinh bột đó 100% là trong sạch và mát, nó gọi là curcumin. Curcumin của Bill Moore kết hợp với pepper rye là nhân hạt tiêu đen. Khi curcumin mà kết hợp với nhân hạt tiêu đen, nó sẽ tạo ra một cái dưỡng chất là tăng 2000% cái liều lượng của tinh bột nghệ, giúp quý vị thanh lọc da, thanh lọc gan, thanh lọc cơ thể, phục hồi đường ruột, phục hồi bao tử và làm đẹp da. Hoàn toàn 100%, chỉ có 3 chất: nghệ, tinh bột nghệ, nhân hạt tiêu đen và gừng, chỉ 3 thứ mà thôi. 3 thứ đó là quý vị thấy an toàn rồi. Ngoài ra không có gì nữa hết. Rồi đó là tinh bột nghệ giúp quý vị về đường ruột, về bao tử, về đẹp da, về hôi miệng và chống viêm nhiễm những bộ phận bên trong cơ thể mà quý vị không thấy được bằng mắt thường. Đó là tinh bột nghệ. Cái thứ nhì nữa là cái viên ACV gummy. Đó là cái viên giấm táo kết hợp với lại cái nước của cái hạt lựu. Thưa quý vị, giấm táo từ xưa tới nay, đặc biệt nó là một cái thành phần mà giúp quý vị giảm cân an toàn, đồng thời làm đẹp da, hủy diệt những cái tế bào mà hư hại trong da quý vị và rebuild lại làm khỏe tế bào và giúp tươi da. Đặc biệt nhất là phân hủy chất béo để làm quý vị giảm cân một cách an toàn. Chỉ 2 chất duy nhất là giấm của trái táo và cái hạt của hạt lựu. That's it. Thì nó giúp quý vị đó là không bị lình bình cái bụng, ăn dễ tiêu và không có giữ mỡ lại đồng thời giảm cân quý vị. Đó là cái viên ACV gummy. Hiện giờ bán rất là mạnh. Rồi, cái thứ ba là cái Retinol gummy. Retinol gummy là một cái loại cũng làm từ 10 loại vitamin đã được mệnh danh hiện nay các báo chí của Mỹ. Đặc biệt cái tờ báo Forbes là một cái tờ báo nổi tiếng ở Mỹ về của người tiêu dùng. Đã nói rằng một trong 10 sản phẩm đứng đầu thị trường Hoa Kỳ hiện nay người dân nên dùng. Đó là cái viên Retinol của công ty Bill Moore. Hãnh diện vô cùng. Cái viên này được mệnh danh là The World Number One. Là cái viên số 1 của thế giới về làm trắng da.
dưỡng da cho quý vị, làm tươi da bởi 10 loại vitamin, trong đó đặc biệt nhất là vitamin A giúp đánh tan những cái đốm tàn nhang đồi mồi, giúp quý vị có tóc không có bị dễ rụng. Và hay nữa là trong này có những cái vitamin mà những cái bài trước chị đã nói riêng rồi đó, giúp quý vị phục hồi lại làn da không bị nám, không bị tan, không bị đồi mồi và làm trắng da toàn thân một cách tuyệt vời. Thưa quý vị, người Mỹ đã dùng rất là nhiều cái viên retinol gummy này để làm chi? Để giúp da của họ chống nắng tự nhiên, không bị bắt nắng và đặc biệt là không bị tàn nhang, đã giảm tàn nhang đáng kể cho người Mỹ trắng, tại vì họ tàn nhang dữ lắm. Đó là ba loại. Thưa quý vị, và một cái loại kế đến nữa đó mà Ngọc Nhi muốn giới thiệu quý vị hiện giờ mà Ngọc Nhi rất là hãnh diện, đó là 10 loại nấm nổi tiếng thế giới kết hợp lại với nhau. 10 loại nấm này nó giúp quý vị rất là nhiều. Toàn bộ chỉ là nấm mà thôi. Trong này thưa quý vị, 10 loại nấm đó nó giúp quý vị phục hồi cơ thể tuyệt vời. Thì 10 loại nấm đó là 10 loại nấm nào? Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị để quý vị biết được là những cái loại nấm này nè, quý vị ăn mỗi ngày đó nó hỗ trợ thế nào quý vị. Thứ nhất đó quý vị là một cái loại nấm cực kỳ đặc biệt, đó là nấm maitake, là nấm khiêu vũ. Thứ nhì là nấm đông cô. Thứ ba là nấm đầu khỉ. Thứ tư là nấm linh chi. Thứ năm là nấm đông trùng hạ thảo. Thứ sáu là nấm chaga. Thứ bảy là nấm đuôi gà. Thứ tám là nấm mỡ trắng. Thứ chín là nấm mộc nhĩ. Và cuối cùng là nấm linh chi hoàng gia. 10 loại nấm này kết hợp lại giúp quý vị như gì? Thứ nhất là tăng trưởng tế bào, làm tươi tế bào, hạ đường huyết, giảm insulin, ngăn ngừa và trị bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, rồi giúp quý vị giảm gan nhiễm mỡ, tốt cho thận, tốt cho đường ruột. Đặc biệt nhất, những quý vị nào mà mình bị mất trí nhớ người già bắt đầu lẫn rồi. Cuối cùng là làm phân sành và cái não mình nó hoạt động nhanh hơn. Cái đặc biệt của 10 loại nấm này kết hợp lại đó, thì thưa quý vị, tạo cơ thể quý vị một cái hệ thống đề kháng cực kỳ cao và giúp quý vị ngăn ngừa những cái bệnh trong tương lai, đặc biệt là những cái bú trong người. Thưa quý vị, trong cơ thể chúng ta đó, bất kỳ một người nào cũng có thể có ung thư, bởi vì những cái độc tố của cơ thể nó tích tụ mỗi ngày một chút, lâu ngày dài tháng sẽ tạo nên ung thư. Mà nếu những độc tố đó được giải quyết ở những cái giai đoạn đầu tiên thì quý vị sẽ được lành mạnh. Ngọc Nhi ví dụ đi, quý vị có đủ vitamin thì 10 loại nấm này là tạo đủ cái đề kháng để cơ thể quý vị tự nó thanh lọc độc tố, tự nó đưa những cái chất bổ vào da và làm tăng đề kháng cho quý vị. Thì quý vị dùng mỗi ngày những thuốc như nói nãy giờ đó là mỗi ngày chỉ 2 viên mà thôi. Quý vị nhai nó ngon như là kẹo vậy đó. Nó dẻo dẻo, nó thơm mà quý vị hoàn toàn không có mùi thuốc, không hề ngán. Thưa quý vị, hiện giờ trên bàn Ngọc Nhi, thứ nhất là ACV Gummy, là cái loại nấm làm đẹp da, trắng da, tươi da và giảm cân. Giảm cân hay lắm quý vị. Thì cái viên giảm cân này quý vị phải kết hợp với cái viên gì? Là cái viên mà nó giúp cho quý vị làm từ tinh bột nghệ, hai cái này nhai chung buổi sáng, giảm cân cực kỳ hay, không bị lình bình, không bị đau bao tử và giúp quý vị giữ thân hình thon gọn. Rồi buổi trưa đó, buồn buồn miệng quý vị nhai 2 viên retinol để làm chi? Trắng da, sáng da, mịn da và đặc biệt tạo độ ẩm tự nhiên cho da, đánh tan những cái đốm trên da quý vị và làm trắng da quý vị. Lúc đó quý vị có thể nhai chung với là 2 viên nấm rơm. Hai viên nấm tổng hợp. Thì trong này là 10 loại nấm đặc biệt như nói quý vị đó. Ba cái loại nấm mà không mua ở thị trường được. Quý vị có thể nói là ô, tôi nấm mua thị trường xào ăn thiếu gì? Ở thị trường có 7-8 loại nấm chưng trong các kệ. Nhưng có 3 loại không có được là nấm linh chi hoàng gia. Không có nào mua được ở ngoài thị trường. Nấm chaga, một loại nấm cực kỳ hiếm. Và cuối cùng là nấm đông trùng hạ thảo. Ba cái loại này, quý vị kết hợp lại là một cái hàng rào bảo vệ cơ thể tuyệt vời. Thì thưa quý vị, thay vì mỗi ngày quý vị ăn nấm nè, mỗi ngày quý vị uống giấm táo nè, mỗi ngày quý vị phải ăn 10 loại nấm, mỗi ngày một loại, rồi uống giấm táo, rồi ăn lựu nè, rồi uống tinh bột nghệ nè, rồi quý vị là dùng với nhân hạt tiêu đen nè,
Rồi quý vị dùng vitamin A nè, vitamin B, vitamin C, vitamin E nè, những cái loại tổng hợp đó cả đống cả nồi để mà giúp cơ thể quý vị vừa trẻ, vừa khỏe, vừa đẹp da, vừa tăng đề kháng, vừa chống già, chống nhăn. Nó cả bụm vitamin. Thì trong tất cả cái đó nó nằm có trong bốn cái chai đặc biệt này. Thưa quý vị, một cái loại kế đến nữa là cái viên eczema sắp sửa ra thị trường. Quý vị nào có những cái bệnh ngứa da, chàm, lát khô, ở Mỹ nó gọi là eczema, là những cái loại mà nó ngứa mình gãi đổ máu đó, trong 1-2 tuần nó sẽ có hàng đấy quý vị. Thì đây là những cái loại thuốc mà làm hoàn toàn từ cái thực phẩm quý vị ăn, không phải những cái loại cây cỏ từ thuốc đông quý vị, không biết đến từ Trung Quốc hay từ đâu. Có rất là nhiều sản phẩm đến từ Trung Quốc. Thì khi người ta bán cho những cái nhà sản xuất đó, thì những cái cây đó đã chiết xuất ra hết cái chất thuốc rồi, còn cái xác không mà. Người ta mua về, người ta bào chế, quý vị uống vô nó chẳng là cái viên bột, chẳng ý là nghĩa gì hết. Mà khi mình bị bệnh, mình hy vọng vào thuốc, mà thuốc nó không bớt, có nghĩa rằng mình đang nuôi bệnh, thì mình sẽ hủy hoại cơ thể mình. Vì vậy, hãy sáng suốt mà dùng những cái loại nào làm từ cái thực phẩm quý vị ăn mỗi ngày nó an toàn. Như đây nè, quý vị thấy giấm táo nè, rồi lựu nè, gừng nè, hạt tiêu đen nè, tinh bột nghệ nè, rồi 10 loại nấm nè, quý vị thấy không? Rồi trong đó nó có là vitamin A làm từ thịt bò đó quý vị. Rồi những loại vitamin như là A, C, E và những cái loại folic acid để giúp làm giảm stress. Thì nếu quý vị nào mình cảm thấy những triệu chứng sau đây, thứ nhất là da bắt đầu xấu, rồi tuổi già đang đến, tóc bắt đầu rụng, da bị chảy xệ, bị lỗ chân lông to, là tế bào mình nó bị hủy hoại rồi. Rồi đường ruột hư, bao tử ở hơi, bị hôi miệng, bị đau khớp, bị nhức mình, máu cao, tiểu đường, rồi cholesterol cao, gan nhiễm mỡ, trí nhớ lừ đừ rồi. Những cái mà dấu hiệu tuổi già đều được giải quyết trong những cái loại vitamin trước mặt Ngọc Nhi, được làm từ những cái thực phẩm mà chúng ta ăn, bào chế thành những cái viên kẹo dẻo nhai rất là ngon. Thì chương trình đặc biệt này là mua 3 hộp tặng 2 hộp. Có nghĩa rằng trong này quý vị chọn 5 thứ, mỗi thứ 1 hộp đi. Một hộp nó có 60 viên. Một ngày chỉ nhai 2 viên mà thôi. Ngọc Nhi muốn giảm cân nha và đẹp da nha, là sáng uống cái viên giấm táo chung với viên nghệ. Trưa trắng da, trị những cái đốm trên da, Ngọc Nhi uống retinol. Chiều tối nhai 10 viên, 2 viên trong đó là 10 cái loại nấm. Thưa quý vị, rất là khỏe. Thì hãy giải quyết vấn đề sức khỏe một cách thông minh, mà không phải ngán mùi thuốc, mà không phải hồi hộp không biết thuốc này nó có work không, nó có phản ứng phụ không, có nguy hiểm không. Làm liền ngay bây giờ, gọi 1-888-933-7624, 1-888-933-7624. Đặt hàng ngay bây giờ, chương trình mua 3 tặng 2. Một hộp là 38 đồng, mua 3 tặng 2 còn có 26 đồng hơn à. 26 đồng mà cho hàng mấy chục loại vitamin để ngăn ngừa những cái bệnh tiểu đường, cao máu, rồi mất trí nhớ người già, hàng chục cái bệnh, rẻ vô cùng. Đúng không quý vị? Gọi ngay nha quý vị nha. Chương trình sẽ chấm dứt rất là sớm. Ngọc Nhi một lần nữa rất là cảm ơn quý vị là yêu thương Ngọc Nhi, tin tưởng công ty Billmore trong suốt 15 năm qua. Một lần nữa xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới, cũng vào giờ này. Kính chúc quý vị một ngày thật vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.